Yeah. Nam mô Bổn sư Thích Ca Môn Ni Phật à, thưa quý vị à, hôm nay chúng ta um, học tiếp um, uh, kinh phòng Võng với Bồ Tát uh, thì chúng ta nghĩ uh, uh, cũng uh, một gần một tháng ngày mai là đúng một tháng đó à uh thì uh, cái lưng tôi cũng còn hơi nhức á cho nên hôm nay tôi chỉ giảm có nửa tiếng ha từ từ chúng ta sẽ thêm yeah. thì uh, kỳ trước á uh, chúng ta học về uh, cái giới uh, không có nô láo uh, thì trong cái giới này đó uh, quan trọng chính là, là đại ngôn ngữ Ừ, đại vọng ngữ có nghĩa là nói uh, mình uh, chứng thanh quả rồi, uh, chứng quả vị Phật, hay là thành uh, đạo rồi, uh, giác ngộ rồi, uh, là vị Bồ Tát này, vị Bồ Tát nọ đó. Uh, nói chung là chưa chứng đắc, mình lại nói là mình chứng đắc. Ừ, cho nên uh, đó là đại vọng ngữ. À, nó khác với những cái sự nô láo của người đời đương nhiên người đời đa phần uh, nô nó láo nói xạo, nó gạt gẫm uh, với nhau uh, để vì danh vì lợi vì tài vì sắc nói uhm, chung là vì năm món dục lạc à, xong uh, một đời là hết uhm, có gạt gẫm nhau để tạo nghiệp nhau có một đời thôi còn đối với người biết đạo á dẫu có là xuất gia hay là dẫu là tài gia đi nữa đó nếu ừ, mà nổi những cái lời gọi là đại phong ngữ này đó chưa chứng đắc mình tự xưng mình chứng đắc chưa giác ngộ tự xưng mình giác ngộ chưa chứng thánh quả a la hán mình tự xưng là chứng thánh quả a la hán vân vân à, mình không những gạt gẫm chúng sanh trong hiện đời mà trong những đời tương lai vì sao thì nếu mà họ tin mình họ theo mình thì tà kiến ừ, à, rồi mình lầm lạc họ cũng lầm lạc luôn trong hiện đời à, và những đời tương lai ừ, nên cái nguy hiểm ở chỗ đó đó cho ừ, đó, nên trong kinh mới nói là có cái tầm à, đại phụng ngữ như vậy là khi phàm dối thánh à, mê hoặc nhân tâm à, khi là xem thường xem thường người phàm dối thánh là dối gạt chư thánh à, mê hoặc tâm của người khác ừ. nên à, đối với hàng Phật tử chúng ta ừ. khi mà chúng ta đã à, biết nhân quả à, đã phát tâm hành hành bồ tát thì chắc chắn là chúng ta không có thể nào mà nói những cái lời uh, đại vọng ngôn đại vọng ngữ này ừ. thì uh, trong cái giới đại vọng ngữ này đó uh, có đầy đủ ba tụ tịnh giới tâm tụ tịnh giới đó uh, nếu thân và tâm mình không có vọng ngữ uh, đó là nhiếp luật nghi giới mình giữ theo đúng điều giới của phật dạy à, rồi nhờ mình giữ khẩu nghiệp của mình thanh tịnh và có chánh kiến cho nên mới à, nhiếp thiện pháp giới ừ. rồi khiến cho chúng sanh có chánh ngữ chánh kiến à, đó là nhiếp chúng sanh giới là nhiều ích thủ tình giới mình nói đời nào ra lời đó chắc thật à, dẫu bất cứ lời nói gì nó cũng đều là sự thật à, nên mình cố gắng huân tập à, như chư Phật như chư Bồ Tát nên chư Phật bất cứ lời nào của các ngài nói xa đó đều là chân ngữ à, thật ngữ bất hư ngữ à, chân ngữ là chân thật à, thật ngữ cũng vậy à, bất hư ngữ cái lời nói không có sai chạy không có hư dối à, cho nên à, đó là những điều mà phàm phu chúng ta khi mình phát tâm mà thọ với bồ tát đó mình phải nhớ những cái điều căn bản này và cái tội đại vùng ngữ này đó, không? để mà kết thành cái tội đó thì phải có đủ năm cái duyên, duyên thứ nhất là, là chúng sanh, chúng sanh phân ra ba phần, chúng sanh thượng phẩm tức là đối với cha mẹ thầy tổ của mình, tại ừ. sao mình gạt cha mẹ gạt thầy tổ mình thì chúng sanh thượng phẩm đó là tội nặng vì cha mẹ thầy tổ mình là những bậc có ân đức với mình, bổn phận làm con làm đệ tử mình không có thể nào mà nói những lời hư dối nói những lời gạt gẫm À, nói lời đại phụng ngữ như vậy, ừ. à, rồi đến là chúng sanh trung phẩm à, đối với chúng sanh ở cõi người ở cõi trời à, mình nói lời đại phụng ngôn phụng ngữ này à, mà họ bị mình gạt là mình phạm căn bổn trọng tội à, thì đương nhiên đối với chư thiên à, đa phần À, có tha tâm thông Biết rõ lời nói của mình Có chân thật hay không à, Nên à, đa phần họ Sẽ tránh à, Nếu mình nói láo Nếu mình nói lời chân thật Thì chắc chắn chính họ cũng tin tưởng mình à, Rồi cuối cùng là Chúng sanh hạ phẩm à, Chúng sanh hạ phẩm đó là à, quý thần Atula Súc sanh à, thì đối với chúng sanh hạ phẩm này đó chỉ là kết thành cái tội nhẹ thôi vì họ không có hiểu được nhiều về cái giới pháp này hoặc là tâm họ mê mờ si mê ừ. rồi cái điều kiện thứ hai là chúng sanh tưởng Mà tưởng là chúng sanh mình biết cái người đối diện của mình đó chính là chúng sanh À, hoặc là chúng sanh thượng phẩm, chúng sanh trung phẩm, hay chúng sanh hạ phẩm Mình nói à, những cái lời đó, những lời đại phụng ngôn, đại phụng ngữ đó Mình nói là mình chứng thánh quả, mình chứng của vị Phật, vân à, vân à, à, là có chúng sanh ừ. à, Để mình nói, có cái tối tượng mình nói ừ. Rồi cái điều thứ tư là có tâm dối gạt, có tâm muốn gạt gẫm, à, à, động cơ xuất phát từ cái sự mong cầu danh lợi, à, à, đó chính là cái tội à, nặng, à, động cơ cho chính mình muốn danh lợi, muốn tham lợi cho chính mình. À, thì đương nhiên đối với phạm phu chúng ta khi mà mình nói lên điều gì đó, à, nếu mà mình nói láo nói xạo thì đa phần là nói cho mình thôi, à, nói lợi cho mình, à, cái gì mà à, nó bảo vệ cho mình, à, mình được lợi lạc mình nói nói những cái điều đó. Ừ. Còn đối với Chư thánh chư phật các ngài bất cứ nói điều gì vì chúng sanh cho nên đâu có cần à, mà nói láo làm gì. Ừ. Còn đối với chúng sanh chúng ta đó vì chấp ngã nặng nề nên uh, bất cứ lời nói nào ra nếu chúng ta không có sự khuôn tập á uh, thì chúng ta thường uh, hoặc là nói những cái lời không đúng chân thật hoặc là mình nói câu là thêm mắm thêm muối đó nó thêm thắt cái này thêm thắt cái kia cho uh, câu chuyện nó hay chẳng hạn uh, nên chúng tôi thường nói đó uh, um, chúng ta có thể nhìn sâu qua uh, dẫu là người cư sĩ tại gia hay là người xuất gia cũng vậy đó người mà thực sự uh, có cái tâm chân thật có sự tu tập chân thật á uh, nhìn qua mình biết liền uh, biết từ cái cách ăn nói uh, từ cách đi đứng uh, 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 tại sao vậy uh, khi mà cái tâm uh, người mà có sự thanh thản an lạc đó, ăn cái gì cũng được hết á không có cầu kỳ, không có đòi hỏi, à, có gì ăn đó, à, ăn lạc, ăn mặn, ăn gì cũng được hết. Và nhất là giả sử như ở nhà mà tự họ nấu nướng á, những cái thức ăn nào mà nấu càng đơn giản chừng nào á, thì mình thấy những cái người đó tâm họ đơn giản chừng đó. Còn nếu mà họ ăn uống nấu nướng cầu kỳ, phải cái này phải cái nọ có thêm mắm, thêm ớt, thêm đường, thêm này thêm nọ đó thì họ mới ăn á thì đó à, mình nói tiếng anh gọi là cái thâm picky à, cái thâm à, là câu nệ từng ly từng tí đó à, thì chắc chắn là có cái thâm như vậy có thâm dính mắt càng câu nệ nhiều thì càng dính mắt nhiều càng dính mắt nhiều thì càng nặng nề nhiều còn những cái vị mà ăn uống sao cũng được và chính bản thân họ họ ăn uống nó rất là đơn giản không có nhiều đồ mặn đồ cay đồ ngọt không vân nữa thì mình biết đó tâm thức như thế nào đó qua cái sự ăn uống rồi qua sự nối năng cũng vậy nói một cách nhẹ nhàng một cách thanh thản nói một cách dễ hiểu nó một cách một mạc à, nó một cách đơn giản có những người đó nói cách cầu kỳ nói thêm này thêm nọ nó văn vẽ à, vân vân à. thì đương nhiên cũng có những người mà à, dân trí thức thì họ vì có sự học hành nên họ nói à, có cái sự suôn sẻ văn vẽ hay chuyện bình thường nhưng mà quan trọng chính cái động cơ Ừ, nên nhìn nhìn qua cái cách ăn cách nói như vậy đó mình cũng cảm nhận được à, những người đó như thế nào ừ, à, thì nói tóm tắt lại đó ừ, à, như à, chúng ta nếu mà có học võ đó Thì người ta biết à, người ta mua mai sao mình biết liền người có tu cũng vậy đó ừ, Dẫu tu pháp nào nhìn qua cái mình cũng biết à người này có dính mắc nhiều dính mắt ít À, à, vân vân ha thì đây à, tôi muốn nói để chúng ta thấy rõ ha cái cách nhìn không có khó nếu à, mình Để tâm chút xíu đối với à, chư Phật chư Thánh và ngay cả đối với chư Thiên à, vì à, đọc được cái tâm thức của con người chúng sanh nên các vị đã hiểu liền có chúng ta chưa có đọc được tâm của người khác thì qua cách ăn cách nói mình cũng cảm nhận được cái người đó như thế nào à, để mình gần để mình à, quay lại học hỏi hay là chia sẻ với nhau vân vân ừ, à, rồi à, à, đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu rồi kế tiếp đó, à, là cái nhân duyên là cái tâm à, muốn dối gạt Tâm muốn dối gạt này cũng có hai loại. Ừ, hai loại thứ nhất gọi là thông tâm. Là dùng những lời giả dối. À, à, không phải chỉ muốn gạt một người. Mà hy vọng à, gạt được nhiều người. À, rồi tùy theo trường hợp mà nhiều người mà nghe tin mình. Đó, thì đương nhiên mình tạo cái nghiệp xấu. Tạo nghiệp nặng à, với họ. À, nhiều hôm tôi có kể câu chuyện. Mà một vị thiền sư nói là. À, 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 không có tin nhân quả đó Vì cái câu đó đó mà biết bao nhiêu người lầm lạc Rồi vì biết bao nhiêu người lầm lạc Cho nên vì này sau này mới Làm à, thân trộm ở chỗ đó đó ha. Ừ, Cái nhân quả mình không thể nào mình tránh khỏi ừ, Đó Đó là thông tâm Là mình nói một điều một lời mà Mình muốn rất nhiều người tin mình Nghe mình Rồi cách tâm Là mình à, À, mong muốn gặp một người này nhưng cái người đó không biết không hiểu nhưng lại cái người thứ ba thứ tư thứ năm gì đó họ hiểu, à, dù mình không có muốn à, không có cố ý mà gạt cái người thứ ba thứ tư thứ năm nhưng mà vì họ nghe lời à, Giả dối của mình họ làm theo mình cũng à, à, tạo cái nghiệp chung với họ nhưng mà đương nhiên nó nhẹ hơn. À, rồi cái điều kế tiếp à, là À, theo à, cái luật gọi là Thuyên trọng Cụ như là nói về thân chứng à, Mắt thấy tai nghe tức là mình tự mình nói rằng mình đã chứng đắc à, bốn quả là hán à, thập địa bát định vân vân à, hoặc là mình nói mình à, thấy chư thiên quỷ thần long vương à, đến chỗ mình hoặc thấy những à, bị à, đã qua đó qua đời đó à, đến để mà thỉnh pháp với mình vân vân ừ. nhưng là những cái điều đó không có mà mình nói cho người khác nghe mình gạt gắm họ đó ha ừ nên rất là nặng đó đó là những cái điều chính mà chúng ta phải hiểu à, và quan trọng chính là nếu mình à, chưa có đạt được gì cả à, mình nói những cái điều vọng ngữ như vậy nó đạt ngữ đó đã chứng quả vị thập địa Bích chi Phật à, a-la-hán vân vân à, tùy tiện nói như vậy đó chính hình đại phụ ngữ à, à, và nhưng tôi trình bày đó đối với người khác họ không có đọc được cái tâm mình không biết mình à, như thế nào cho à, nên à, đó là cái điều mà mình phải hiểu ha, đối với cái người mà có lương tâm À, người mà có cái tâm thanh tịnh ha, tâm à, chất thực thì không bao giờ mà nói những cái điều đó và ngay cả Có chân đắc gì nữa đó à, cũng không có nói như chúng ta nhớ ha nhớ những câu chuyện như hàng sơn thập đắc á đúng không à, là à, hai vị ha, thị hiện à, làm um, hóa thân của uh, Phật A Di Đà uh, và Văn thù sư lợi uh, uh, và Bố đại hòa thượng cũng vậy uh, khi mà um, mất khi mà tịch á uh, thì mới nói để là bài kệ uh, ta chính là uh, di lạc đi uh, uh, nói là sau đó ngài thì tịch liền chứ không phải mà đi quảng cáo đó là ngay cả những cái vị Phật ha, thì hiện của đời này vì đại Bồ Tát thì hiện của đời này đó khi mà chúng sanh biết ở các ngài đi làm bỏ tông tiếp hết còn nói chi là mình phàm phu mình chưa có chứng đắc gì mà mình quên quang mình nói là mình giác ngộ rồi chứng đắc rồi đó nên trong kinh à, à mình sutra đó không à, kinh kim cang á ừ, thì đức phật có nói đó à, những cái người nào mà tự xưng mình tự xưng là phật xưng là a hán xưng là bồ tát đó là mai xưng à, chứ không phải là chưa phật chưa bồ tát thật sự chưa là hán thật sự à, vì khi mà các ngài chứng thánh quả chứng về phật rồi không còn có sự chấp ngã nữa À, nên không có sự chấp ngã thì không có cái sự mà khoe khoang tùy tiện à, như ngài tôi trình bày đó. À, đa phần các ngài khi mà thi hiện rồi nếu mà à, chúng sanh là biết tông tức là các ngài nhập nước bàn liền các ngài sẽ bỏ cái thân liền à, hoặc là trước khi thi tịch các ngài mới nói để lại bài kể để chúng sanh biết là cái sự thi hiện của các ngài À, để chúng sanh có cái niềm tin là chung quanh họ cũng có rất nhiều chư Phật và Bồ Tát à, thì hiện âm thầm và gia hộ à, thì nên chúng ta hiểu rõ điều đó à, để mà chúng ta thấy rằng một bên làm cái sự thể hiện của chư Phật chư Bồ Tát à, thầm mật để gia hộ chúng ta À, khi chúng ta biết là các ngài đã thi tịch rồi hay đi mất rồi à, vì các ngài à, không muốn chúng sanh à, dựa dẫm à, vào các ngài à, à, các ngài chỉ muốn chúng ta theo cái pháp các ngài tu tập để được giải thoát chứ không phải là à, dựa dẫm các ngài có thần thông dự dụng à, được sức khỏe mạnh mẽ à, vân vân à. ừ. nên à, tại sao mà các ngài khi đã biết chúng sanh biết mình rồi đó là à, nhập niết bàn hay là xã cái thân liền nó có một bên đó, là, là, nếu mà à, bất cứ chúng sanh nào mà hay bất cứ ai mà tự xưng mình là chứng này chứng nọ đó là chúng ta biết đó là lời ma à, xưng Chứ không phải là những vị thánh, vị bồ tát không, ừ. à, nên à, đó là điều mà chúng ta phải hiểu à, để chúng ta tránh đừng có khoe khoang, à, đừng có à, khởi cái tâm vọng động, khởi cái tâm à, cao ngạo, à, khởi cái tâm mà muốn à, cầu danh, muốn cầu lợi à, để người ta kính trọng mình. À, chỉ vì sự kính trọng đó chỉ vì sự cúng dường đó à, trong hiện đời thôi nhưng mà những đời sau mình trả những cái quả à, không thể nào mà um, lường được um, những quả xấu những quả báo nặng nề đó ừ, nên từng bao giờ mình nói ầm um, à, tôi đã chứng thành quả rồi tôi đã biết uh, quỷ thần đều đến chỗ tôi để nghe giảng pháp họ uh, thích tôi nói À, tôi có thể thông đạt và uh, tầm tạng kinh điển. Uh, tôi đã um, nhập các thiền định uh, vân vân. Uhm. nên khởi cái tâm dối gạt như vậy, khởi cái tâm đại vọng ngữ như vậy đó. đó uh, là cái điều uh, tuyệt đối đối với cái người uh, hành hành Bồ Tát và không thể nào mà làm được như điều đó. ở trái với tâm hạnh uh, của chư Phật của chư Bồ Tát Ừ, có cái gì mình nói cái đó thì uh, uh, tâm hạnh tương ưng uh, thì mình mới nhập đạo dễ dàng thì nếu tâm mình nghĩ đường cái tâm mình biết một đường mình nói chuyện khác uh, đó là mình làm trái với cái tâm hạnh như vậy đó uh, thì không thể nào mình nhập um, đạo được rồi điều kế đến là cái điều thứ bảy là tiền nhân lãnh giải tức là cái người trước mặt mình họ uh, hiểu À, những cái điều mình nói những cái điều đại vong ngữ đó mình muốn gạt họ mình muốn à, khoe khoang à, để họ kính trọng mình à, để họ à, tôn sùng mình Để họ cúng dường mình vân à, vân à, nếu mình nói với đá với đất với cỏ vân vân thì chắc chắn không có ai hiểu hết thì cái đó không phải là thành cái tội à, mình nói mà có người khác hiểu À, nhất là con người à, dỗ là à, chúng sanh thương phẩm chúng sanh trung phẩm à, mình nói họ hiểu từ đó mình phạm trọng tội ừ. à, nên à, à, đương nhiên à, không phải chỉ riêng tội đa ngôn ngữ không thôi à, đối với à, phật tử chúng ta ha, à, chúng ta nên cố gắng mà tu tập bất cứ cái lời nói của mình gì mình cố gắng mình nói những lời chân thật có như thế nào mình nói thế đó rồi giả sử có những cái điều mà nó khó nói những điều mà mình nói ra mình nghĩ rằng người ta hiểu lầm thì tốt nhất là mình im lặng rồi đến khi nào mà họ thông cảm đến khi nào mà đúng thời đúng lúc đúng chỗ đúng người đó thì mình nói thì họ hiểu hơn, họ thông cảm hơn. À, còn bằng không thì mình nên tránh. Ừ. Cho nên à, à, Nói chung à, là những cái điều, đây là điều căn bản mà đối với hàng Phật tử xuất gia và tại gia à, cũng phải nên biết. À, và đương nhiên à, trong à, kinh hay trong luật à, lúc nào cũng có những cái điều làm à, khai 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 mở à, là à, đối với những cái vị giảng kinh thuyết pháp à, à, giải thích à, làm thế nào mà chứng đắc được quả vị Phật quả vị Bồ Tát à, thập địa à, bát địa vân vân à, tu chứng thánh quả thế nào à, giảng dạy từng đi từng tí từng bước như vậy đó à, tu pháp quán hơi thở Uh, tứ điểm xứ vân vân vì người khác mà giảng dạy như vậy là không phải uh, thôi đại phụ nữ vì chỉ dựa vào kinh điển dựa vào lời dạy của Phật uh, mà lặp lại giảng giải lại uh, để cho người khác hiểu thôi uh, và điều đương nhiên là nếu không có Nói rằng uh, tôi đã chứng uh, Thập trụ thập địa vân vân chỉ giải thích uh, tập thập trụ thế nào thập địa thế nào thứ niệm xứ nào thì đó là vì dựa vào lời Phật dạy mà giảng giải để cho người khác hiểu thôi uhm, thì đương nhiên đó là những đường trường hợp mà uh, ngoại lệ ha huh? đương nhiên là cũng có những trường hợp uh, đôi khi uh, nó đùa nó giỡn với nhau mà không có cố ý uh, nói gạt ai thì cũng có uh, uh, những cái um, điều đó mà mình chính bản thân mình đó, đôi khi nếu không có cẩn thận đó, ha, nói đùa giỡn mà nói à, tôi chứng thế này thế nọ mà đương nhiên cái chính nhất là không có cố tâm cố tình mà gạt gẫm thì không sao nhưng mà cũng phải tránh cũng phải cẩn thận ừ, Bằng không người khác hiểu lầm à, à, người khác họ Tình thiệt à, lúc đó là mình cũng tạo cái nghiệp à, với họ Ừ. ừ cho nên à, đối với phật tử đó một khi chúng ta đã phát tâm mà thọ cái giới bồ tát này chúng ta phải à, xa lìa cái tội đạo vọng ngữ này à, và ngay cả những cái lời mà không có chân thật những điều không chân thật chúng ta cũng không có nói uhm, không có dối gạt à, không có nói thêm nó bớt À, người khác đừng phải chia là cái tội à, đa ngôn ngữ này đó. nên à, khi mình hiểu được như vậy đó thì chắc chắn cái việc tu tập của mình nó rất là hạnh thông rất là nhẹ nhàng à, vì sao vì à, nếu mà trong cuộc sống hàng ngày đó mình có cái tâm mà nói dối đó Nó láo đó à, Nó một lần hai lần ba lần bốn lần có thể người ta tin mình có thể là mười lần có thể chục lần đi 20 chục lần người ta tin mình nhưng mà đến lần thứ 21, 22, 23 ừ, thì họ từ từ họ sẽ biết rằng à, những cái điều mình nói xưa kia đó là điều là lố láo rồi không chân thật rồi thì chắc chắn không tin mình nữa ừ, còn nếu mình nói những lời chân thật chỗ là lần thứ nhất mình nói chỗ lần thứ 10, chỗ lần thứ 20, chỗ lần thứ 100 cũng đều như nhau mình biết à, đó là do cái tâm mình nghĩ sao mình nói như vậy đây là một cái điều mà chúng ta có thể uh, quan sát á, lắng nghe uh, cái người nào mà họ lặp lại nhiều lần một cái điều nào đó thì chúng ta nghĩ chúng ta cũng biết đó là họ nói những điều chân thật họ mới nói như vậy. Còn đương nhiên cũng có những người mà họ muốn gối gạt mình cũng lặp lại nhiều lần nhưng mà có thể đến lần thứ 10, 11, 12, 13 gì đó đó. Đó uh, thì họ có thể uh, họ À, nói khác hơn, không? Lúc đó chúng ta biết ở đây đây là những cái điều mà họ không nói chân thật. Ừ, thì nói chung à, đối với Phật tử Phật tử chúng ta đó, nếu mà chúng ta muốn tu tập nó um, hành thông nhẹ nhàng thành thản à, muốn à, giữ cái niềm tin với người khác, Dẫu à, mình là người Phật tử tại gia hay là xuất gia. À, À, thì bất cứ điều gì mình thấy, mình nghe, mình biết Mình đều nói rõ à, Để cho người ta hiểu ừ, Ta biết à, Không có thêm thắt à, Không có à, 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 Thêm đầu, thêm đuôi Thêm mắm, thêm muối Vân vân Có sao mình nói vậy Còn nếu mà như nãy tôi trình bày giả sử mình biết um, cái điều đó đều chân thật nhưng mà vì không có đúng thời đúng lúc đúng người đúng chỗ thì mình từ từ mình nói mình cũng không cần nói liền à, um, nên khi mình giữ được cái tâm như vậy đó thì cái việc mà mình tu tập nó không có khó à, à, còn nếu mà mình làm trái ngược đó thì rất là khó à, ngay cả chính cái tâm mình cũng sợ hãi à, không biết là Ừ, lần thứ ba thứ năm thứ bảy gì đó đó người ta sẽ biết mình nói láo lúc nào cũng phập phồng à, cũng lo sợ à, thì qua cái sự lo sợ như vậy đó thì tâm chúng ta bất an còn nếu mình có nói lời chân thật thì dẫu nói một lần hay dẫu nói trăm lần đi nữa nó cũng là một lời ừ, không có gì mà sợ hết trơn ừ, thì thôi à, cũng qua giờ tôi xin tạm dừng ở đây ha để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Yeah. À, Nam Môn Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.